Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành AZ đây. Tiếp tục với series đó chính là Dynamon War nha. Phiên bản này là một phiên bản 1.7.96. Có một Dynamon mới hệ lửa, trứng lửa xuất hiện anh em ạ. Linh tải mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nha. Rồi thì chúng ta sẽ cùng vào và chiến thôi. Đơn giản. Đấy, đây là những con mà hiện tại mình đang có rất là xịn sò. Mình có thể vào trong shop mình mua cái này. Đấy, mua trứng rồng lửa ha. Rồi ok, trứng rồng lửa đã có mặt vào đây. Fire, đẹp phết anh em ạ. Rồi, nó có một tay à. Được đấy. Hình như con này tôi cũng có rồi sao nhỉ? Không rõ lắm. Đây là dạng 2. À đúng rồi, có rồi. Nó chỉ là thay cho nó thêm một cái dạng dạng cơ bản thôi. Còn đâu thì hình như nó sẽ có thêm một cái skill mới là skill cuối. Skill lửa lủng gì đó. Ok, nó có một skill mới. Ấy, tiến hóa dạng mắc chưa? Mắc rồi đấy. Đây là dạng mắc của con này rồi đấy. Có thể mua rồi nhá. Nó có một chiêu cờ vòng lửa. Vẫn là con cũ ha, cũng không có gì mới mẻ lắm. Tôi cứ tưởng là mới mẻ lắm nhưng mà thật ra là cũng không mới lắm. Bình thường ha. Để mang theo. Bây giờ bọn này nó còn bất tử không nhỉ? Bên nó còn bất tử không ta? Mình cũng không rõ lắm. 76, ok. 76, đủ quá anh em ạ, thoải mái đi. À không phải bất tử mà đấm phát chết luôn không? Hình như là không. Mình cũng không rõ nữa. Với đội hình này thì chúng ta cũng đang quá khỏe rồi anh em ạ. Quá là đỉnh chóp rồi. Rồi, cho lấy có thêm con Tidonic vào nữa thì hai ba con này phá đảo thế giới ảo luôn anh em ạ. Yeah. Mình lấy cái đội hình mạnh nhất mình mang đi đánh nhá. Đã tầm khoảng mấy hôm mà mình cũng chưa có clip mới á. Bật cái này lên, đang tìm một giới tựa game mới cho anh em ạ. Thì game mới xem có game gì nó hay ạ. Void ạ. Hello Void. Hello bé Void. Voi này thì nó yếu à? Voi thì lấy con này ra đánh thôi. Có một phát nhỉ? Không biết, không một phát chém chết đâu anh em ạ. Đánh từ từ thôi. Đánh từ từ thì chúng ta cũng đã quá khỏe với bọn này. Bọn nó cũng không thể nào mà đỡ được. À, Horacis, Zonicius, hay đấy. Rayrus. Đấm thì đấm thôi. Attack sẽ bị giảm đi anh em ạ. Attack sẽ bị giảm. Ok, cứ đánh thôi. Yeah. Đấm liên hoàn vào mồm. Blizzard Defense giảm. Chúng ta có cái chiêu cào này hoặc là chiêu lửa này. Ở chiêu này nên để dành. Ultra Instinct gì đó. Thật sự là khỏe vãi cả đà nồi anh em. Ăn nào. Đấm liên hoàn vào mồm là oảng ngay mà. Chiêu nào cũng được anh em. Fire, tăng defense lên à. Hệ lửa. Hệ lửa thì tôi không muốn đánh nữa, tôi phải đánh đầy phải dùng cái này. Nổ đam thôi. Giảm thủ, giảm công các kiểu á. Con này giảm đấy anh em ạ. Mình có thể hồi máu cũng được. Hoặc là anh em làm gì làm. Volcano, đau phết ạ. Nhờ. Hồi máu lên anh em. Hồi máu không được nhiều lắm đâu nhưng mà nó tăng thêm thủ của chúng ta lên. Cũng được. Tăng thủ lên thôi. Rồi tăng thủ thêm nhá. Sẽ trừ cả một đống hiệu ứng kỹ năng các kiểu của đà điểu bằng cái chiêu này. Diamond Fox đấy. Hurricane. Attack bị giảm mà anh em. Căng gì à? Cay nhỉ? Attack bị giảm. Defense attack của nó cũng bị giảm rất là nhiều. Cái này khá trâu. Đấy, theo như chúng ta thấy đánh nó khá trâu. Có thể tăng công hoặc là hồi máu. Nghĩ mình sẽ hồi máu là đẹp. Outer, ai à. Con này cho chết luôn nhỉ. Mình không muốn ấy đâu nhưng mà mình bắt buộc phải giết thôi. Yếu quá. Trình độ này đánh nhau mình sao đánh được. Chấp luôn. Rainbow Beam.
bye bye, goodbye, see you again ha. Tao phải lấy con này đi. Đấm liên hoàn vào mồm. Trừ tay các kiểu. Thoải mái bạn. Đây rút. Ai à, đầu phết à. Dạ. Yeah. Đầu phết đây anh em ạ. Rồi thì thôi, để chuyển sang con này. He he boy. Chúng ta có nhiều con lắm. Nhiều con đấy lắm nha. Đấy ngại. Defend. Nó không có hồi máu hay sao? With the chill. Tiếp tục là giảm công xuống. Có thể tăng công được không nhỉ? Tăng công lên ha. Tăng công hoặc là tăng cái gì đó. Hoặc là dùng cái chiêu này. Rất là mạnh, chiêu này rất là mạnh nha. Xin luôn, xin cái tuổi luôn. Hit spray, mình nó có hit spray, mình có hit spray mà. Ok, né anh em ơi. Ok anh em ơi. Búp lên rồi và chém nó phát nhỉ. Búp down lên, entrance. Mày phải có chiêu cắn độc cho tao mới chết. Không, không có cắn độc thì hút máu à. Yếu loi. Như này yếu loi, đánh đấm sao. Ok à, giải luôn anh em. Cái chiêu này có tác dụng đam nhỉ? Không rõ lắm. Ô không chết kìa. What the fuck. Buồn. Và đam bị giảm khá yếu. Người hết cười chưa? Hey, boy. Ai bị hiệu ứng rồi. Nó cứ dẫy chết làm gì, đằng nào thì nó chạo oẳng anh em. Tuổi đố thắng được luôn đấy. Một trưởng luôn. Rồi anh em. Rồi chúng ta lại chiến thắng một cách rất là dễ. Game gì đây? Game bên thú siêu thú này như quần què anh em. Bây giờ ai chơi mới thể lại game này nữa. Ta phải chơi thần thú đại chiến hoặc là thần thú go à. Những game Pokemon thế hệ mới nó rất là ngon và rất là xịn. Không biết không ai chơi một cái thể loại game này nữa rồi ha. Ok. Trận này đánh cũng tạm được. Nói chung là cũng không mới lắm. Rồi link tải sẽ để phía dưới phần comment nhé.